cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 29 tháng 5 tại phường Ngọc Khánh. Đối tượng gây ra vụ cướp này đều là thanh thiếu niên hư tuổi từ 17 đến 18, thường xuyên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách trên các tuyến phố tại Hà Nội. Chiều ngày 28 tháng 5, do thiếu tiền tiêu xài, M, A, H và P cũng đi cướp tài sản của người đi đường. Cả nhóm hẹn nhau đến khoảng 21 giờ cùng ngày đi từ đội 3 xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến Hà Nội để cướp. Khi đến đường Đê La Thành, hướng đi về đường Cầu Giấy, đến đoạn trước số 933 La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, cả nhóm phát hiện một đôi nam nữ đang chở nhau đi xe máy trên đường. Cổ nam thanh niên đeo máy hút thuốc lá điện tử. Cả nhóm vừa lên chặn xe, hát dùng gậy sắt ba khúc ra đe dọa và cướp thuốc lá điện tử của thanh niên này. Đi tiếp được một đoạn, cả nhóm lại phát hiện người đàn ông đang đi xe máy, sau lưng đeo một túi vải loại đựng gậy bia, đi trên đường Đê La Thành hướng về Cầu Giấy. Cả nhóm đuổi theo, đến trước số nhà 1098 La Thành, đạp vào xe và dùng gậy ba khúc đe dọa, cướp gậy bia của người đàn ông này. Không chỉ gây án ở địa bàn quận Ba Đình, nhóm cướp này còn gây án ở nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố. Trước tính chất côn đồ của nhóm tội phạm, Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm truy bắt nhóm đối tượng này. Đến ngày 30 tháng 5, các đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng tham gia vào ổ nhóm cướp. Ngày 13 tháng 9, 2 đối tượng trong nhóm này lên cơ quan công an đầu thú và cơ quan điều tra đã tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trong nhóm tội phạm này để điều tra về hành vi cướp tài sản. Sau khi đăng tải và nhận nhiều gạch đá, chủ kênh YouTube đã gỡ video khỏi trang. Ngày hôm sau, kênh YouTube này cũng biến mất. Ngày 18 tháng 9, nguồn tin của phóng viên cho biết Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an xác minh vụ kênh YouTube đăng clip câu view xuyên tạc liên quan đến vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai. Trước đó, kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ có hơn 324.000 người theo dõi đã đăng tải một đoạn video dưới tiêu đề Quả báo Làng Nủ Lào Cai. Nội dung đoạn video dài 42 phút không nhắc đến thông tin nào liên quan đến Làng Nủ, nhưng bên dưới phần bình luận, chủ kênh YouTube lại để dòng chữ: Các bạn có xem vụ quả báo ăn chăn ở Làng Nủ không? Chỉ vài phút sau, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản đã chia sẻ lại đoạn video, tỏ vẻ bức xúc trước hành vi câu view lượt xem của chủ kênh YouTube. Đáng chú ý, kênh YouTube này thường xuyên đăng tải video hoạt hình với nội dung giáo dục trẻ em. Khoảng vài tiếng sau khi đăng tải, chủ kênh YouTube đã gỡ video khỏi trang. Ngày hôm sau, kênh YouTube này cũng đã biến mất. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và nhận vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong 30 ngày. Tòa án đề nghị 35.824 người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân TP.HCM. Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62, Điều 65 và Điều 292 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại đương sự. Ở giai đoạn 2 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện được loạt hành vi phạm tội trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thân. Người đầu tiên là ông Chu Lập Cơ, 68 tuổi, chồng bà Lan. Người đàn ông này bị xét xử về tội rửa tiền. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Cơ là chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam, Times Square. Người này bị cáo buộc cùng bà Trương Mỹ Lan che giấu hợp thức sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do bà Lan phạm tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng bà Trương Mỹ Lan
đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và đi ra nước ngoài giai đoạn 2018 đến 2022. Bị cáo Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng. Ông Chu Lập Cơ còn sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng. Số tiền này cũng có nguồn gốc từ phạm tội mà có. Chồng bà Lan bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu hợp thức và sử dụng số tiền 33 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Cơ thừa nhận những hành vi phạm tội và đã nộp lại 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Cơ bị Tòa án Nhân dân TP.HCM phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau đó, người này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vụ án đang được Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM thụ lý. Người thân tiếp theo bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân, cháu bà Lan. Người phụ nữ này bị cáo buộc giúp cô ruột phát hành 2 mã trái phiếu của công ty An Đông, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Bị cáo Vân khai mình làm việc trên do tin tưởng bà Lan, không được hưởng lợi và đã nộp lại 1 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 vụ án, Trương Huệ Vân bị hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội tham mô tài sản. Sau phiên tòa, cô ta có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Người thân thứ ba giúp sức cho bà Lan bị xét xử trong vụ án này là bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Lan. Người em dâu được bà Lan giao cho làm tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch công ty An Đông, bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan ký toàn bộ hồ sơ tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông, từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018. Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Người thân thứ tư của bà Lan bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền bị hại là ông Trương Vision King, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ. Theo hồ sơ, ông Vision King đến Việt Nam năm 2010, được chị họ là bà Lan sắp xếp làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sunnyworld. Ông ta chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, phát triển dự án bất động sản, đối ngoại, còn các vấn đề tài chính do Trương Mỹ Lan quyết định. Ông Vision King bị cáo buộc đã ký hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, chứng từ khống giúp Trương Mỹ Lan phát hành 3 gói trái phiếu của công ty An Đông, công ty Sunnyworld chiếm đoạt 26.581 tỷ đồng của 30.744 bị hại. Ông Vision King, bà Nhã được cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận cho nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.